chua cay đem vui trôn những niềm nhớ. Ai đó thay lòng mang khổ đau vào trong giấc mơ. Duyên kiếp bè bàng thôi cùng đây tình ta sẽ đôi lùi bước về sau chúng em một đời hạnh phúc. Yeah. Anh đi về bóng tôi khuất lối chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi sao giờ còn tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn anh nhớ anh mất đủ. TH2T thanh mát sảng khoái hoàn toàn từ thiên nhiên. Tâm trạng tình hình như nào? Lần đầu tiên em tham gia game show nên cũng hơi run đó. Lần đầu tiên tham gia à? Đúng rồi. Trước đây đã từng tham gia một chương trình nào chưa? Dạ chưa. Một vàng giấy trắng. Có thể quý vị ngồi ở dưới vỗ tay hoặc là quý vị xem qua màn ảnh nhỏ thì quý vị thấy cái việc mà đứng hát là bình thường mà đúng không? Không hề. Ánh đèn, hàng trăm con người, rồi phải đứng sao cho đẹp, hát sao cho hay, đi sao cho ra dáng đàn ông, dáng đàn ông, dáng đàn ông, nó rất là khó. Ta nói câu đó mà anh nhìn em. Đâu có nhìn em đâu. Phải nói chuyện với quý vị mà. À vậy hả? Tại do em đang ngồi nghe cái hướng nhìn của anh á. Hồi trước giờ chưa tham gia một chương trình nào trên sóng truyền hình hết. Dạ chưa. Vậy đã từng hát ở đâu? Dạ hát những sân khấu như là trường đại học á. À hát sân khấu giao lưu các bạn sinh viên rồi thì hào rồi. Dạ có. Chuyên nghiệp như này thì chưa. Dạ chưa. Có lo lắng gì không? Lo lắng thì cứ trình bày thôi. Dạ. Còn nếu mà cảm thấy không ổn thì mình có thể xin về. Dạ không. Quyết tâm. Quyết tâm à. Hát hay nha. Tại vì đây nó thật ra là nè, mùa này á là chương trình rất là ưu ái cho các bạn trẻ để đến gần với quý vị khán giả hơn. Cho nên biết đâu được trong lần trình bày này nó lại là một cái cột mốc đáng nhớ và nó là cột mốc liên quan sự phát triển nghề nghiệp của mình sau này. Dạ. Biết đâu được. Tính ra anh nói xong nhỏ áp lực hơn nữa. Thôi hát chơi thôi. Dạ. Nhưng phải hay nha. Dạ ok. Mình sẽ chọn bài hát nào, bài hát hit của mình luôn hay sao? Hát em sáng tác nhưng mà ca sĩ khác thể hiện. Không, bây giờ nè, bài hát song ca với nhân vật bây giờ bên kia bức tường nè. Dạ đúng rồi, là ca khúc em sáng tác. Nhưng mà em sáng tác cho, từng sáng tác cho ca sĩ khác thể hiện thôi. Chứ em chưa bao giờ thể hiện ca khúc này luôn. À là bài của mình nhưng mà mình chưa một thể hiện một cách chuyên nghiệp trên sóng truyền hình luôn. Dạ đúng rồi. Bài hát tên là Khuất Lối. Khuất Lối. Thưa quý vị, ngay sau đây là clip, xin mời. Đó có một cô gái đứng hát, bận một cái đầm màu đỏ. Cái chữ gì? Có một cái chữ là Thế Giới Vi Bóp. Và được tặng một bó hoa. Tặng một bó hoa nha. Trả lại bó hoa vào vuốt tóc. Tặng trái tim. Trái tim. Rồi lấy cái kim chiết vào. Nổ trái tim ra. Rồi xong hiện chữ chị Bảy hết. Nói cho em nghe anh ngồi coi trực diện còn... Chính Bảy hả anh? Chị Bảy. Còn cái hình cuối cùng xong nói cho người ta biết. Chị năm Bảy. Con khủng long. Năm con khủng long. Năm con khủng long hả? Khúc đó em thấy chị số 7. Số 7 là sao? 97 hả? Chị Bảy. Chị Bảy hả? Ví dụ như chị Tư mình biết ai không? Chị Cẩm Ly. Đúng rồi. Chứ chị Bảy là chị Bảy. À có. Có người chị Bảy. Chị Bảy Phương Mỹ Chi. Ờ. Đúng rồi mọi người. Nhưng mà nếu mà Phương Mỹ Chi thì đâu gọi là chị được. Đúng rồi, phải gọi là em Bảy. Bé Bảy. À bé Bảy. Có trái tim mà nổ ra hả? Có một cái trái tim cầm như cái bong bóng vậy, là sau đó một cái kim chiết vào nổ ra chữ chị Bảy. Là chị Bảy bị tan vỡ. Đúng rồi. Cuối clip là có năm con khủng long. Năm con khủng long lửa đang bay. Khủng long này. Khủng long. Khủng long rồi phải chị Bảy. Chị Bảy nào khủng long ta? Ca sĩ nào mà tự nhiên nickname là chị Bảy khủng long. Hả? Và sau đây là sự xuất hiện của nữ ca sĩ chị Bảy khủng long. Trời. Em có biết nhiều về biệt danh của các nghệ sĩ trong showbiz không? Ví dụ như tôi nè. Anh thì mười khó thì em biết rồi. À, hên quá. Con bé nó không biết. Chắc nhục. Không, lúc mình hỏi chữ tôi nó ngưỡng nè, em cũng lo. Anh đang trường. Anh Bo. Anh Bo đang trường. Anh Lam trường. Anh Hai hả? Anh Hai. Dạ. Anh Nguyễn Đình Vũ. Là anh Vũ. Ú ca bà ơi, thiệt con không biết em anh ơi. Buồn ghê. Thôi mà thông cảm đi, anh đâu biết. Em nghĩ trái tim tan vỡ chắc liên quan tới cái tên bài hát quá. Ha. Cũng có thể. Bài hit. Trái tim mà tan vỡ ra là phải cần cái gì? Cần một cái liều thuốc cho trái tim. Đừng nói bậy của anh nha. Không, không phải của anh mà đó của anh Lý Hải. Anh Lý Hải, không lẽ chị Bảy Lý Hải? Mà Lý Hải thì hay hát với ai? Lý Hải hát với lại Hoàng Châu. Hoàng Châu. Đó. Hoàng Châu đâu phải chị Bảy. Ủa gì hả? Ừ. Tức là đôi khi cái ca sĩ đó là ca sĩ nổi tiếng, nhưng mà cái việc dùng của chị Bảy đó có khả năng là
chỉ là FC của họ dùng thôi, chứ họ không dùng trên sân khấu thì như nào? Nhớ nha, có chữ thế giới V-pop nữa, có thế thể là một ca sĩ. Rồi khủng long nữa là sao ta? Năm con khủng long. Em phải ghép chữ vô. Em vừa nói một cái thông tin rất quan trọng, thế giới V-pop là thế giới V-pop có nghĩa là gì? À, thời của tôi, anh ưng một phút rồi đó. Còn em thấy ví dụ như năm con khủng long như bạn nói, em đừng có suy nghĩ đến năm con khủng long, em phải biết cách em biến chuyển. Ví dụ như long là rồng, năm là phai rồng phong rài. Phai rồng phong rài. Kiểu dạng vậy phải gắn qua gắn lợi vậy. Được, không có đơn giản đâu anh ơi, thiệt. Em bị rồi. Hay. Em bị rồi nhưng mà anh cũng biết, anh cũng không chỉ. Anh Vũ hình như là có liên quan tới nông lâm ngư nghiệp nữa đó. Nông lâm ngư nghiệp hả? Năm long là nông lâm. Năm long rồng, đúng rồi ha. Năm long là long năm. Ôi, những thiên tài. Tại sao lại mời những thiên tài đến đây? Mới tin bọn anh bỏ ơi. Với em yên tâm đi, kinh nghiệm thu âm của anh đã ngồi thu âm cho cả trăm ca sĩ V-pop những năm đó, thì chỉ cần một cái lấy hơi thôi là anh nghe được. Cứ tin tưởng vào mắt anh. Nếu như lát nữa ca sĩ lấy hơi 100 lần mà mình không tìm được một lần đúng là coi như bỏ nghiệp thu âm luôn. Và bây giờ là sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn đầu tiên. Wow. Mình hay sao? À, con nghĩ là sẽ rất là khét. Mình đi ăn bún thịt nước hay gì? Ý là cũng là ca sĩ mà còn đẳng cấp đó. Dạ đúng rồi. Em định hỏi là, ủa vậy là ca sĩ ra chưa? Một cái sự trang bị kỹ lưỡng, che hết từ đầu tới đuôi. Anh nửa cái ngón tay cũng không thấy nữa. Cho nên đừng nói chi anh ở đây có thể đoán được cho em. Kính bưng. Bây giờ chỉ dựa vào âm nhạc mà thôi. Dạ. Và bây giờ, âm nhạc bắt đầu. Phù bay lay lay ngày hôm tân đôi tóc mây, nhớ thương nàng anh lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đôi câu yêu ngày nào vẫn còn in trong tâm trí anh, lối xưa vì giờ đây vắng tanh lạnh lùng nhớ ai. Thương thân ai thủy chung đêm chết rồi. Em nghĩ là ca sĩ hát là có thay đổi cái nội lực trong giọng luôn, chứ thế giới vi vật đúng rồi không ai hát cái style đó. Đúng rồi, em nghe không không ra luôn. Ca sĩ cố tình hát khác đi cái giọng thường của mình. Đúng rồi, chứ hát đúng bình thường là người ta đoán được rồi, đâu có đơn giản gì được. Là cái bài này nè, hát song ca nó cũng không vào cái tông của nữ nữa. Đúng rồi, bài này là ưu tiên tông cho em. Nhưng mà em nghe gần giọng giống như chị Lan Hương quá mà biết phải không đó. Tại vì cái chị Bảy này chị cũng hát cái giọng ai nè. Chị hát giọng chị Bảy, chị hát giọng chị Tám, chị Chín. Thì mày hát giọng của chị. Em có khoanh vùng nha anh em. Khoanh vùng sao? Cho nghe thử thôi. Tại vì em đã được nghe chị Lương Bích Hữu hát bằng giọng nội lực rồi. Lúc nãy em nghe có những nốt kiểu như vậy. Đúng, tại thật vì cái luôn. Đúng. Vinh nói em mới tin đó. Ủa, tôi thấy đâu giống Lưu Bích Hữu gì đâu trời. Có những nốt là hát anh ơi, giống như chị Lưu Bích Hữu biến hóa hay lắm, thí dụ như là ngọt ngào đến mấy con tên thành mây. Ông hỏi biến anh. Ngọt ngào đến đấy, mấy đấy, con đấy. Đó, chỉ có thể biến hóa. Thưa quý vị thân mến, với bầu hoang mang đang hiện diện ở đây, chúng tôi xin hỗ trợ để cho
ca sĩ của chúng tôi xuất hiện để góp đôi phần bớt hoang mang cho Hoài Bảo. Đây, chuẩn bị nha, chưa ai biết đâu, tôi còn không biết nữa mà. Cái người mà hả, hơn 100 ca sĩ tôi đã từng thu âm, chỉ cần thở tôi cũng biết. Không, chắc chị này chưa thu. Thu chỗ khác, chị này không có thu tôi. Chị này không có thu tôi, chị này thu có phòng thu riêng hay gì đó. Thầy ơi. Yeah. Thầy ơi. Rồi, đẹp chưa? Đẹp chưa? Rồi, bình tĩnh nha. Yeah. Bây giờ đang biết người ấy là ai rồi đúng không? Sai lầm của Vinh. Em có. Sai quá nè. Rồi, Hoài Bảo muốn hỏi gì hỏi đi. Cho em hỏi thử chị là người Việt gốc Việt hay là người Việt gốc gì chị? Chị là người Việt gốc cây. Nói Việt chung là cây. Chị cũng bên mảng hài đó em. Quăng miếng được, em phải coi như là em liệt kê lại có những nghệ sĩ nữ nào mà có thể quăng miếng được. Em có nhớ cái clip ngày xưa mà Thế Giới V-pop là Thế Giới V-pop không? Nó liên quan rất nhiều. À dạ nhớ, trong nhóm mấy nhóm nhạc HAT hay sao? HAT thì đó, phân tích đi, HAT có ai? Có ai quá trời, thằng bé thật là thông minh sáng suốt. H là có chị Hữu. H là Hữu. A là chị Quỳnh Anh. Ok. T là chị Thu Thủy. Wow. Quá trời quá đó. Vậy sao tới chữ Thu Thủy cái giật mình vậy? Diễn á. Đỡ anh nữa, em thì em đâu phải diễn viên đâu, em chỉ là một. Đoạn này là em phải tin vào chính mình rồi. Đoạn này em không thể tin ai nữa đâu. Anh nói cho em nghe, có một cái em phải quan trọng, tức là nghệ sĩ á, nữ á, theo anh biết ngoài diễn viên ra thì có thể giả tiếng này giả tiếng kia được. Đúng rồi. Nhưng mà ca sĩ thì thường khó giả tiếng lắm. Theo như anh nghe thấy được á, là đây là giọng Bắc. Bắc. Giọng nói chuyện giọng Bắc. Trong nhóm nhạc ai sẽ nói chuyện giọng Bắc? Giọng Bắc. Cho em một cái gợi ý gần như là đoán luôn á, anh chấp nhận cái dương miệng này nè, tôi trao cho mấy người luôn. Nhưng mà chị Hữu là giả giọng, em thấy giả giọng đoán không ra luôn. Cái đó thì em tự hệ thống nha. Chị ấy bảo là tất cả những người làm nghệ thuật là đều có thể giả giọng được, nhưng anh không biết giả. Nếu bây giờ chọn thì em phải chọn thì em nghĩ là đó là ai? Một vài cái tên mà em trong đầu đã có suy nghĩ rồi. Em nghĩ là đầu tiên là chị Lan Hương. Lan Hương, Bùi Lan Hương. Thứ hai là chị Lưu Bích Hữu. Có hai cái tên đó thôi. Dạ đúng, có hai tên thôi à. Bùi Lan Hương không liên quan tới Nông Lâm. Lương Bích Hữu không liên quan chị Bảy. Nhưng mà Thế Giới V-pop. Thế Giới V-pop không liên quan Bùi Lan Hương. Nếu là Lương Bích Hữu thì Thế Giới V-pop không liên quan tới mấy con rồng. Mấy con khủng long. Đúng vậy. Năm con rồng hay năm con khủng long? Khủng long hả? Khủng long anh à. Này mà nó cho con Lương thì dễ ha. Con Lương thì sao? Lương Bích Hữu anh. Thiên tài xuất hiện ngày hôm nay không? Cứu tôi, cứu tôi, tôi. Đáp án cuối cùng là dạ, chị Lương Bích Hữu. Vì sao lại chọn Lương Bích Hữu? Khán giả vỗ tay quá đồng nhiệt. Yeah. Dạ, tại vì em nghĩ trong Thế Giới V-pop thì là chị Hữu là hiện trong đầu em đầu tiên rồi. Tại vì lúc nhỏ em cũng rất thích là chị Hữu. Thôi, bây giờ nói chung thì cuộc đời phải có đúng có sai. Đúng cũng được, sai cũng được, quan trọng là phải chọn. Chọn đi. Dạ, vẫn là chị Lưu Bích Hữu ạ. Âm nhạc, xin mời. Cô nén chua cay, đêm vui trong những niềm nhớ. Ai đó thay lòng, mang khổ đau vào trong giấc mơ. Duyên kiếp bè bàng, thôi từ đây tình ta sẽ đôi. Lùi bước về sau, chúc em một đời hạnh phúc. Yeah. Anh đi về bóng tối khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ còn tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mất. Cần ta tay trong tay. Sao giờ đây là lỗi chỉ mình anh trong men say. Chị Bảy ra. Để cho chị Bảy hát em ơi. Đi anh, hẹn đêm này ta quên đi anh. Ngày mai bình yên sẽ về quên đi anh. Xa rồi từng nhớ thương khờ dài.
chỉ mỗi anh nơi đây buồn tanh. Em xa phấn son lụa là bỏ lại đây bao nhiêu cô đơn nhớ thương. Anh đi về bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Ơi anh buồn anh nghe anh mắt, nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi ba mi anh buồn trông có lý do. Tiếng thương ngoài những phút đắm đuối, anh cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi, chỉ mình anh trong men say. Thôi cứ giận lòng ta quên đi anh, hết đêm này ta. Vỗ tay lớn lên quý vị. Nên lúc nữa xin kính chào tất cả quý vị khán giả, và cũng như là tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Lạ Lắm Mà Nha. Hoài bão đó chính xác. Ca sĩ Lương Bích Hữu. Chào anh Trường Giang. Bây giờ khai thiệt chúng tôi biết đi, hên đúng không? Không, tính ra là em với chị Hữu cùng họ nên có giao cảm gì đó nên em không hề có, không hề có. Họ Lương luôn, em họ Lương luôn. Ủa, em họ em là Lương gì? Lương Nguyễn Hoài Bảo. Lương Nguyễn Hoài Bảo. Lương Bích Hữu tên thật là gì ạ? Vẫn là Lương Bích Hữu ạ. Đúng là gia đình họ đó. Dạ. Hồi nãy hình như là anh nghe là em hỏi một câu mà có thể là bạn biết rồi rồi. Có phải là người Việt gốc Việt hay không? Dạ. Thì là em nghĩ là người Việt gốc Hoa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cô gái Trung Hoa. Nhưng mà tại vì do tham gia chương trình thì cũng không thể nào lộ hết tất cả mọi thứ điều, cho nên là có nói vui vui xíu. Dạ có sao? Lúc em nghe những cái nốt rung của chị Hữu mà hát bằng nội lực là em đã biết là 80% là em đoán là chị Hữu rồi. Quá thiệt anh. Thực sự luôn. Nói không. Chung thôi, các bạn đừng nghĩ các bạn hay. Hay quá. Dạ. Và dạo này cũng đẹp ra nữa. Một phần cũng là cố gắng để mà giảm cân bởi vì sức khỏe cũng thôi, như đừng, là đừng nói nữa. Thôi tôi với Vũ không thích nghe mấy câu này đâu, đừng nói nữa. Hữu thân mến, thì sắp tới mình có ra một cái dự án nào không? Sau khi vừa mới ra mắt một cái sản phẩm là Sai Vì Tin Anh, một ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Duy Anh cũng như là kết hợp lần đầu tiên, và cũng được quý vị khán giả đồng cảm rất là nhiều. Và sắp tới sau cái ca khúc này là Hữu sẽ cho ra mắt tiếp những ca khúc và cũng như MV đầu tư hơn, cũng như là đặt những cái tâm huyết mà đúng với cái ca khúc mà quý vị cũng cảm nhận được nó nhiều hơn. Mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ và yêu thích những ca khúc mà của Hữu. Cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích được clip đã có quá nhiều rồi. Hữu có thể nói thêm nè, nhưng mà Ngũ Long nè. Đúng rồi, Ngũ Long là Ngũ Long Công Chúa. Đúng vậy. Thế giới V-pop là cái đó là khỏi nói rồi ha. Thực ra là Ngũ Long Công Chúa nó có hai hàm ý trong này nữa. Một là Ngũ Long Công Chúa trong live show của Ngũ Long Công Chúa, và cũng như ở nhà của Hữu cũng là năm chị em cũng là Ngũ Long Công Chúa. Trời ơi, nãy em vừa tính nói đó anh Vũ à. Ngũ Long Công Chúa mà phong rài phai rồng năm lăm thiệt luôn á. Thiệt đâu ra năm lăm. Suy luận suy nghĩ chứ cho nhiều vô. Học năm lăm hồi nào mà tự nhiên học trường năm lăm. Chị ơi, rồi cái trái tim chip vô nổ cái đùn là gì chị? Dầm trong chị tim phải. Dầm trong tim. Dầm trong trời tim. Trời ơi. Tên của Hữu cũng có một cái nickname là chị Bảy thiệt. Chị Bảy là nickname của Hữu, tôi biết rồi, Trường Giang biết mà. Hồi nãy đánh lạc hướng thôi. Và cái tên đó là của FC đã gọi Hữu rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm một vị trí ghế ngồi nữa phía bên dưới dành cho Lương Bích Hữu. Xin mời. Là Lắm Ở Nhà. Mặt trời mùa đông 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.